Câu nói cứa lòng của thái tử Chắc Lơ khiến công nương Đại Anna ra sầm. Phản ứng thất vọng ra mặt của công nương Đại Anna khi nghe thái tử Chắc Lơ trả lời trong buổi phỏng vấn đính hôn giờ mới được khai cuộc. Cách đây 41 năm, ngày 24 tháng 2, 1981, công nương Đại Anna khi ấy 20 tuổi rảnh bước bên thái tử Chắc Lơ, xuất hiện trước dân chúng, báo chí truyền thông và công bố về việc đính hôn tuy nhiên mới đây clip ghi lại khoảnh khắc chưa từng thấy trong ngày đính hôn năm nào được tiết lộ ở đó không phải là ký ức hạnh phúc mà khiến ai xem xong cũng nhận định rằng có lẽ cuộc hôn nhân của họ đã sai ngay từ đầu Cụ thể tại điện Bắc Buckingham, một phóng viên đặt câu hỏi cặp đôi có thực sự yêu nhau hay không trong ngày lễ đính hôn, trong khi công nương Diana trả lời rất nhanh, tất nhiên rồi, thì thái tử Charles lại né tránh trả lời bằng việc đặt cả câu hỏi tình yêu đích thực nghĩa là gì. Câu trả lời không mấy nhiệt tình của thái tử Charles đã khiến công nương Diana tối sầm mặt lại, bà cảm thấy thất vọng về người chồng mình sắp lấy và rơi vào trầm ngâm. Điều đó cũng không phải khó hiểu bởi thái tử nước Anh chỉ mới gặp công nương Diana 12 lần trước khi ngỏ lời cầu hôn. Trước đây, cố công nương từng chia sẻ về khoảnh khắc mà bà mãi không thể quên này. Tôi đã bất ngờ, nó thật kỳ lạ, tôi đã bị lời nói ấy làm cho tổn thương rất lâu. Trong 15 năm bên nhau, thái tử Charles và công nương Diana tuyên bố ly hôn năm 1996. Cuộc hôn nhân của họ bị xáo trộn bởi mối quan hệ tình cảm của Charles với bạn gái cũ Camilla, khiến cả hai cuối cùng phải ly thân năm 1992. Thái tử Charles cưới bà Camilla vào năm 2005. Ngoại tình, công nương Diana từng định bỏ trốn với cận vệ Barry Menerky được cho là người đàn ông đầu tiên mà công nương Diana yêu say đắm khi vẫn còn là vợ thái tử Charles. Tháng 4 1985, Menerky lúc này đã có vợ và hai con, trở thành cận vệ của công nương Diana mở màn cho chuỗi bi kịch sau này. Thuở ấy, Vương Phi xứ queo well gần như đã cạn kiệt hy vọng níu giữ trái tim chồng. Trong những năm tháng tân hôn, chẳng những không gần gũi vợ mà thái tử Charles còn tránh né bà kể cận tình cũ Camilla. Khi mà gặp công nương, bà đang là một thiếu phụ cô đơn, vô cùng khát vọng tình yêu và cảm giác an toàn. Trong chuyến cầu cá ở Điền Trang tại Scotland của nữ công tước xứ Westminster, chính ông là người đã phát hiện công đường đà Nà, ngồi thẫn thờ bên bờ sông và lái xe đưa bà trở về chứ không phải thái tử charles dần dần các nhân viên trong cung điện nhận ra mối quan hệ giữa hai người dần xóa nhòa khoảng cách giữa người bảo vệ và người được bảo vệ khi công đường bật khóc meneki ôm bà ấy vào lòng và an ủi công nương tỏ ý quyến luyến meneki mà ông cũng thường khen ngợi bà Nhà viết tiểu sử Sally Bidel Smith cho biết, Barry, trông tôi thế nào? Câu hỏi này sẽ không cất lên từ một thần chủ chỉ xem vệ sĩ của mình là nhân viên bình thường. Diana và Meneghi sẽ dùng trà trong phòng vẽ riêng của công nương ở cung điện và các nhân viên khác không thích điều đó. Năm 1985, ông thắp tùng vương phi xứ queo well trong các chuyến công du và luôn ở bên cạnh để trao cho bà một cái ôm mỗi khi bông hồng Đức Anh rời lệ. Năm 1992, Diana chia sẻ với thầy dạy ăn nói Peter Sittelen, Tôi luôn đi lang thang để tìm bóng dáng anh ấy và chỉ được hạnh phúc khi có anh ấy ở bên. Mỗi lúc gần anh ấy, tôi cứ như một đứa bé khao khát được khen người. Tuy nhiên, Diana phủ nhận có quan hệ thể xác với Menergy. Các cựu vệ sĩ hoàng gia khác cũng cho là vậy, nhưng nhiều người vẫn kiên quyết cho rằng họ đã tiến xa hơn. Ví dụ như James Hewitt, một người đàn ông mà Diana yêu năm 1986 phát thanh viên kỳ cựu Jonathan Dimbleby cáo buộc công nương đuổi những nhân viên khác ra khỏi cung điện để bà có thể thân mật với chàng cận vệ. Ngược lại, Menaki vô cùng bảo vệ Diana. Tờ Independent đưa tin từng có người thấy họ ôm hôn nhau. Khi Menaki làm cận vệ trong các sự kiện phải rời London, công nương đã yêu cầu đi tàu thay vì dùng máy bay. Trong trường hợp đó, Menaki sẽ là người duy nhất ngủ trên hành lang cạnh phòng nghỉ của bà. Anh ấy là tình yêu vĩ đại nhất của tôi, bà nói tiếp. Tôi từng nghĩ đến việc bỏ lại mọi thứ và trốn đi cùng anh. Anh ấy cũng tán thành ý tưởng này. Tuy nhiên, năm 1986, Hoàng gia Anh quyết định chia rẽ mối quan hệ này. Ngày 17 tháng 5 1987, Menaki đột ngột qua đời vì tai nạn giao thông. Thái tử Chakler nói cho công nương Hay tin giữ trên đường đến Pháp dự liên hoan phim Ken. Đó là cú sốc lớn nhất tôi từng trải qua, bà nói. Sau đó, thuyết âm mưu cho rằng Meneki bị ám sát vì đem lòng yêu công nương Diana dần lan truyền. Cái chết của Meneki đã khắc một dấu ấn sâu đậm trong lòng công nương Diana, bà đạt hòa nơi cỏ cốt ông được rải và kể với mọi người về những giấc mơ có hình bóng ông. Năm 1992 bà nói với Cetelin, lẽ ra tôi không nên chơi với lửa để rồi bị thiêu bỏng rát thế này. Ngày này năm xưa kết cục buồn cho cuộc tình cổ tích của công nương Anna Ngày 9 tháng 12 năm 1992, sau một thời gian dài dư luận xôn xao đồn đoán, thủ tướng Anh John Major đã chính thức lên tiếng xác nhận việc vợ chồng Thái tử Charles và công nương Diana ly thân, thông báo bất ngờ là tin buồn đối với công chúng Anh cũng như những người từng ngưỡng mộ cuộc hôn nhân cổ tích của họ ở khắp nơi trên thế giới ngày 29 tháng 7, 1981, gần 1 tỷ khán giả truyền hình ở 74 nước trên thế giới đã ngồi trước màn hình TV để theo dõi đám cưới thế kỷ giữa Thái tử Charles, người kế vị ngài vàng nước Anh 32 tuổi, với Diana Spencer, cô tiểu thư xinh đẹp 19 tuổi, xuất thân từ một gia đình quý tộc danh tiếng lâu đời bậc nhất ở đảo quốc Sương Mù hồn lễ hoành tráng với nhiều nghi lễ truyền thống mang đậm màu sắc cổ tích của họ diễn ra tại nhà thờ Sít với sự hiện diện của 2.650 quan khách. Vào ngày trọng đại, cô dâu Đà Anna mặc bộ váy cưới được may thủ công từ 40 mét lụa quý, có đôi dài 7,6 mét đính hàng ngàn viên ngọc trai, đội mũ miệng kim cương và mang giày lụa thêu. Cô dâu và chú rể di chuyển trên một chiếc xe bằng thủy tinh do ngựa kéo Cặp đôi dùng nhẫn cưới 18 carat, đính kết 14 hạt kim cương Và có giá trị lên đến 63.000 USD ở thời điểm đó Cặp đôi sau đó đã có một tuần trong mật ngọt ngào Với những hình ảnh tình tứ trên du thuyền, sang trọng Được các hãng truyền thông trên khắp thế giới đồng loạt trọt đăng tay Xong, chỉ một năm sau đám cưới, cuộc hôn nhân của họ không còn màu hồng như lúc ban đầu Bóng tối bắt đầu bao trùm gia đình họ, bất chấp sự ra đời của cậu con trai đầu lòng, hoàng tử William vào năm 1982 và đứa con trai thứ hai, hoàng tử Harry vào năm 1984. Mãi về sau, Diana mới tiết lộ một sự thật động trời, rằng ngay từ lúc cử hành hồn lễ, bà đã phát hiện thái tử Charles không thuộc về mình vì trái tim ông luôn có chỗ cho Camilla Parker Bowles trong suốt những năm tháng chung sống, chồng Đại Anna chưa bao giờ ngừng nhớ nhung Camilla, người phụ nữ hơn một tuổi mà ông quen rồi yêu say đắm từ năm 1971. Dù hai người đều đã có gia đình riêng, thất vọng, đau khổ và ghen tuông khiến Đại Anna từng bị khủng hoảng tinh thần nặng nề, trầm cảm, sụt cân và có lúc định tự tử. Trong khi đó, bất chấp các nỗ lực níu kéo của người vợ trẻ, thái tử Charles vẫn đi theo tiếng gọi trái tim và công khai tìm đến người tình Camilla vào năm 1986, mặc những lời xì xào đàm tiếu. Chỉ sau năm năm kết hôn, ông và Diana gần như sống ly thân. Hồi cuối năm 1987, truyền thông Anh đưa tin thái tử và công nương đã không ở bên nhau suốt 37 ngày liên tiếp cuộc hôn nhân giữa họ sau đó trở nên hết sức căng thẳng tại một bữa tiệc tối đại anna đã gặp riêng camilla để yêu cầu bà chấm dứt quan hệ với chồng mình nhưng vô vọng đại anna cũng sốc nặng khi biết bạn bè của chồng thậm chí còn tạo điều kiện cho chồng bà bí mật gặp gỡ người tình thường xuyên mệt mỏi và dường như muốn trả thù chuyện chồng phản bội đại anna bắt đầu cuộc sống phóng túng theo tiết lộ của Michael Gilbin, cựu thư ký của Diana, Hoàng gia Anh vô cùng tức giận vì công nương có quan hệ tình cảm với 5 người đàn ông, bao gồm đội trưởng đội bóng bồi dục Anh Will Cowling. Vệ sĩ Barry Menerky, sĩ quan kỵ binh James Hewitt, chuyên gia truyền thông James Gilby và thương gia Oliver Hall. Paul Burrell, cựu khoản gia của Diana, thậm chí quả quyết bà đã cặp kè với tất cả 9 người,